Mà anh em lưu ý ha, trước khi anh em tưới á, là anh em phải để ý cái mặt chậu này nè, nó khô quá, nó đang hốc á, thì anh em đừng có tưới phân cho nha. Anh em dùng nước nước á, anh em tưới sơ nó qua một cái đi. Được. Rồi, đây. Sau khi mà em quậy xong nè, ba thứ em quậy chung vậy ha. Đó, đang thui nè. Rồi ta tưới. Đó. Thì anh em cứ tưới giáp dòng anh em, cứ ước lượng cái tàn lá rồi cái cỡ chậu. Rồi anh em tưới. À, ví dụ như cái cây này nè. À, chậu này chậu 8 nè. Đó, em tưới khoảng chừng 3 lít. Tưới giáp dòng rồi đó. 3 đến 4 lít. Tưới giáp dòng rồi đó. Clip sau á thì em sẽ chia sẻ với anh em những cái lưu ý. À, để chúng ta tránh cái tình trạng mà cái độ mai chúng ta lặt lá nó đứng im lên em. Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay em đi tưới phân cho mấy cây mai một lần nữa nha anh em. À, một lần cuối cùng trong một năm. À, tưới hôm nay em sẽ tưới toàn bộ những cây mai luôn. À, tưới cho cả những cây mai già mùa, ít mùa mà chúng ta chơi bông nữa là tưới hết này. Thì em đã có một cái clip để tổng hợp về vấn đề mà chúng ta chăm sóc những cây mai mà trước khi chúng ta thay lá anh em. Thì còn hôm nay thì em đi vào những cái vấn đề mà chi tiết. Thì có ba cái việc mà chúng ta cần làm bổ sung cho cây mai từ đây cho đến khi chúng ta thay lá. Từ cái trước khi thay lá đó, một cái cử cuối thì đợt trước em có xịt canxi bo, nó có quay lại cho anh em xem rồi. Đó, thì đợt này em sẽ tiến hành tưới phân. Phối hợp giữa ba cái loại phân. À, vì á chúng ta cần phải tưới trước cái thời gian thay lá. Khoảng chừng từ 10 15 ngày chúng ta phải tưới trước anh em. Thì hôm nay em sẽ tiến hành tưới. Mục đích của cái việc tưới cử phân cuối cùng này nè. Là để giúp cho cái cây á nó có đủ dinh dưỡng để nó nuôi cái nụ này nè, nó nuôi bông, có sức nó nuôi bông. Và thứ hai nữa là chúng ta bổ sung cái dưỡng rễ để giúp cho cái bộ rễ nó hoạt động mạnh để nó hút chất, nó nuôi cái nụ hoa của chúng ta. Như anh em quan sát ha, nụ hiện nay á nó vàng, nó tròn, nụ nào đâu ra nụ đó rồi anh em, nhưng mà nó không có nở được anh em. Anh em nhìn cái tàn lá anh em biết ha, khó nở lắm. Đợt vừa rồi có dính hai cây mưa á, cách đây khoảng chừng 10 ngày, hơn 10 ngày anh em. À, ở chỗ em có hai cây mưa hai ngày luôn. À, dẫn đến là một số cái cây nè nó nở nè, một cây đông mùa nó nở. Thì hôm nay em sẽ tưới thêm một lần nữa cái NPK 15 năm 20 nữa để giữ cái nụ anh em. NPK 15 năm 20 hay lắm nha anh em. Nó giữ cái nụ mà nó không có nở bậy. Hay lắm. Đó. Cây này á nó đang nở bông gió nè, bông gió. Nó nở khoảng chừng đầu 5% mà. Nè, bông gió nó nở nè. Mưa nè, đang nắng có mưa á. Như cái cành này nè ha. Đó. Nó nở mà mấy chùm này luôn nè. Nên chúng ta tưới phân 15 năm 20 cũng hay lắm. Nó bớt nở, còn rất là nhiều nụ anh em, nở không bao nhiêu đâu anh em. Lần đừng có làm nó xào lá nó nở hết cái cây thôi, chứ nở một vài bông không sao, không sao hết á. Nè nè, nở còn nụ quá trời nè. À, thì anh em sẽ tranh thủ tưới thêm lần nữa đi ha. Anh em phải tưới trước cái ngày hai lá, ít nhất phải 10 ngày anh em, 10 15 ngày gì đó, để sao trong cái thời gian mà 10 15 ngày đấy đó, cái mai nó tiêu hết cái lượng phân này. Có một số người ta chia sẻ trong quá trình chơi bông chúng ta vẫn phải tưới phân, tưới dưỡng, nhưng mà theo cách cách của em thì tùy theo cây chúng ta bổ sung, không phải cây nào chúng ta bổ sung anh em. Nhiều khi chúng ta bổ sung á không phù hợp, nó sẽ rụng nụ xanh á.
Thì em hôm nay em sẽ phối trộn giữa ba cái loại này. Humic có thể là anh em chọn những cái loại humic nước cũng được anh em, miễn bột cũng được mà nước cũng được, miễn sao là humic anh em, có thành phần axit humic cao. Thì cái loại này em xài rất là ok này. Rồi dưỡng rễ N3M. Thì buổi cuối năm á, chúng ta phải trẻ hóa bộ rễ lại, chứ không chúng ta để trong túi dưỡng rễ anh em, có thể những cái bộ rễ nó sẽ bị đen, bị già, nó hoạt động kém anh em. Vì vậy chúng ta phải bổ sung cái dưỡng rễ này vô để cho cái cây mai á, nó hút chất, nó nuôi cái bông. Nhưng mà chứ đừng để mà cái rễ nó hoạt động yếu anh em, rồi nó dùng những cái nhựa thân trong nhà thân nó còn để nó nuôi á, nó dễ bị yếu cái cây, dễ bị suy cây lắm. Tiếp theo là cái phân NPK nè, 15 năm 20. Ba cái chỉ số này nè là tương ứng với NPK ha. Đạm, lưng và kali đó. Đây là cái trường hợp mà em sử dụng với 15 năm 20. Ngoài ra anh em mà nếu mà anh em kiếm được những cái loại phân ví dụ như là ban số 17 xài ok đó anh em, hoặc ban số 20 cũng được, hoặc ban số 10 cũng được, nói chung bằng nhau. Ba cái chỉ số này nè nó bằng nhau là anh em xài ok lắm. Nhưng mà anh em đừng có tưới cái thằng nào đạm cao. Có những anh em hỏi em là tưới 30-10-10 được không, nó đi ngược á, đi ngược anh em, nó dễ làm cho cái cây mai chúng ta nó nở lắm, nó phát đọt nó nở liền. Cái dứt này á mà anh em làm cho cái cây mai nó ra đọt là nó nở bông. Cái mai nó vậy đó anh em. Đây là cái trong cái giai đoạn mà nó chuẩn bị để sinh trưởng sinh sản á. Mà anh em đưa một cái lượng đạm cao quá đó thì nó sẽ bung đọt. Mà trước khi nó bung đọt á thì nó phải nở hoa để nó kết thúc quá trình sinh sản của nó đã. Rồi nó mới ra đọt ra đọt. Nó vậy đó anh em. Rồi cái lượng pha ha, phân NPK á thì anh em sử dụng khoảng chừng 15 gram anh em. Thì trước khi á, thì em tưới á, thì em ngâm đó, ngâm cho nó tan hẳn đi anh em. Rồi chúng ta đổ chung cái xô chúng ta tưới. Nó quậy chúng ta tưới. Đó. Đây cái xô này, cái xô khoảng 18 lít ha. Ở trong cái hũ N3M này nè, nó có một cái muỗng. Anh em đông 2 muỗng vô trong cái xô này. 2 muỗng, trong này nó có cái muỗng ha. Cái muỗng này tương đương với cái muỗng ăn canh đó anh em, tương đương với cái muỗng ăn của chúng ta đó. Thì anh em có thể dùng cái muỗng ăn anh em đông cũng được. Không anh em có cái muỗng này anh em dùng cái muỗng này nè, khoảng chừng 2 cái muỗng này. Hai cái muỗng dung chút ngăn miệng cũng được đó. Hai cái muỗng, hai đông hai muỗng này cho cái xô 18 lít này ha. NPK cũng vậy anh em. NPK thì anh em đông khoảng chừng một muỗng đến một muỗng rưỡi thôi. Tưới lần loãng thôi anh em ơi, cuối năm anh em đừng có tưới nhiều quá, tưới lần loãng thôi, đừng có tưới đậm quá. Tưới lần loãng thôi. Còn cái phân humic này á, thường ví dụ anh em có cái giá ước lượng khoảng cái giá mà chúng ta hay ăn canh ăn lẩu rồi đó nè, một canh ức lẩu đó năm đồng. Còn đối với cái muỗng ăn canh ăn cơm chúng ta á là 7-8 muỗng anh em, thì chúng ta ước lượng vậy thôi, ước lượng khoảng chừng nó nằm khoảng chừng 20-30 gram 40 gram vậy đó nè. Mà anh em lưu ý ha, trước khi anh em tưới á là anh em phải để ý cái mặt chậu này nè, nó khô quá nó đang hóc á thì anh em đừng có tưới phân vô nha. Anh em dùng nước anh em tưới sơ nó qua một cái đi rồi chúng ta hãy tưới phân nó sẽ an toàn hơn. Như cái cây này nè anh em thấy không, nụ nó vàng ghế này, nụ nó tí nhưng mà cây này nở rất là dữ nè, nụ nó nhỏ lắm, cái giống nó vậy anh em, chứ không phải là. Thì đợt này em sẽ tưới thêm lần để lá nó khăn lại nữa. Rồi đây, sau khi mà em quậy xong nè, ba thứ em quậy chung vậy ha. Đang thui nè, rồi em ta tưới. Thì anh em cứ tưới giáp dòng anh em, cứ ước lượng cái tàn lá rồi cái cỡ chậu rồi anh em tưới. Ví dụ như cái cây này nè, chậu này chậu 8 nè.
À, em tưới khoảng chừng 3 lít, tưới giáp dòng rồi đó, 3 đến 4 lít tưới giáp dòng rồi đó. Clip sau á thì em sẽ chia sẻ với anh em những cái lưu ý để chúng ta tránh cái tình trạng mà cái đậu mai chúng ta lặt lá nó đứng im lên này, đứng im lên này, anh em tin không? Lặt lá ra xong nó sượng nó đứng luôn. Đó, nó có một cái nguyên nhân nữa mà anh em ít, những anh em mới chơi á ít để ý. Đó, mà cũng dễ gặp phải lắm nè. Đó. Rồi, hẹn anh em trong clip lần sau ha. Anh em cho em một nút đăng ký để ủng hộ kênh nha và nhấn vào nút chuông để đón theo dõi những clip mới. Xin chào và hẹn gặp lại.